Thế công quân xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại làm một cái video có một bạn khách hàng từ ngoài Phú Thọ. Bây giờ đâu Phú Thọ đây? Là xã Kiệt Sơn, huyện gì đây nhỉ? Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đó. Có gửi cho mình một cái bơm. Cái hình như cánh bơm này phải, bơm hỏa tiễn. Đấy, khách hàng từ ngoài Phú Thọ gửi vào cho mình. Thì ngày nay mình sẽ khui nó ra và mình sẽ làm nó coi như nó bị cái gì nhá. Cái này là đi cây gì đây? Galaxy 5,5 HP. Nhưng mà thôi được rồi, mất công anh ấy gửi từ ngoài Phú Thọ vào đây thì mình sẽ khui ra luôn. Mình sẽ tháo ra, kiểm tra từng cái một luôn xem nó có bị cái gì không. Nếu mà nó chẳng trường hợp nó không bị cái gì thì mình sẽ gửi lại cho anh ấy. Các bạn cùng mình xem là mình tháo kiểm tra cái cánh này xem nó như thế nào nha. Qua đây là mình làm coi. Cái con kia, tăng con kia. Bán gì vậy? Bán gì vậy? Cái này các bạn biết sao, do cái anh ở Phú Thọ anh gửi vào là hai cái tay nó gãy mất rồi, là mình đưa vào máy mình tháo ra rất là khó, không được, cái máy nó không có ngàm được vào cái tay. Thế là bây giờ là phải hơ, để hơ này để vặn thủ công ra. Đây các bạn, thì cái cánh bơm của anh ngoài Phú Thọ anh gửi vào cho mình thì nó bay hết mấy cái tai này rồi. Nói chung là ngàm của mình tháo vặn vào đây là nó cũng không được nữa. Nên là mình cái cánh này bây giờ thì trong nó cũng bị rồi, thế là mình quyết định mình không làm nữa. Không làm đến cái này nữa. Thì đúng ra thì mình sẽ làm một cái video thay cánh thay đầu cho các bạn xem cơ, là cái cây năm ngựa này. Nhưng mà thôi thì nó tháo ra nó mất nhiều công lắm, đưa lên tiện vớt rồi các kiểu rồi thay rồi. Thế là mình quyết định là mình thôi, mình không làm cái cánh này nữa, mà mình sẽ đổi qua cho anh ấy một cái cánh khác, cánh đầu inox luôn. Đây, cái cánh này mình cũng ráp sẵn về cho anh, tự anh ráp thôi. Đó, cái inox này thì cái lợi thế của nó là ví dụ các bạn có thả sâu rồi thì thời gian là nó không có bị mục. Cái đầu đồng thì nó có một cái điểm yếu của nó là như vậy, đầu đồng là nó giòn hơn cái thằng inox đó. Thì mình cũng tại vì mình thấy anh máy ngoài xa quá, thế là gửi vào thì mình tính cho anh cái giá mềm như thay vậy thôi. Thế là mình gửi luôn ra cho anh cái cây này. Đó, cái cánh bơm năm ngựa đây. Các bạn thấy thì nó cũng như nhau thôi. Cánh này thì cánh này nó cánh lớn hơn. Cánh lớn hơn cái cánh của anh á. Cánh này của nó cánh 12, mà cánh của anh cánh 10. Nó mạnh hơn. Đấy, nếu mà anh không đẩy xa đẩy sâu nhiều thì xài cánh này rất là ngon. Đó thì thôi thì cái video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì mình cũng xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình sẽ sửa chữa, là mình sẽ thay cái cánh năm ngựa, và mình sẽ làm tiếp một cái video nữa cho các bạn xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.